Sáng thế ký chương 49, Jacob gọi các con trai mình lại và nói rằng: Hãy hồi lại đây, cha sẽ nói những điều phải xảy đến cho các con ngày sau. Hỡi các con trai Jacob, hãy hồi lại mà nghe. Nghe lời Israel, cha của các con. Hỡi Ruben, con là trưởng nam của cha, sức lực cha, và đầu tiên sự mạnh mẽ cha, vốn có sự tôn trọng và quyền năng tột đỉnh. Con sôi trào như nước, nên sẽ chẳng phần hơn ai. Vì con đã lên giường cha, con lên giường cha bèn làm ô làm dơ đó. Simeon và Levi là anh em ruột, thanh gươm chúng nó thật khí giới hung tàn. Cầu cho tâm hồn cha chớ có đồng mưu, vinh hiển cha chớ hiệp cùng hội họ, vì họ đã giết người trong cơn giận dữ, cắt những bò đực vì ý riêng mình. Đáng rủa xả thay cơn giận dữ họ, vì thật là hung mạnh. Đáng rủa xả thay khí giận họ, vì giữ giận thai. Ta sẽ phân chia họ ra trong nhà Jacob, tan lạc họ trong dân Israel. Hỡi Judah, các anh em sẽ khen ngợi con, tai con sẽ chậm cổ quân nghịch, các con trai cha sẽ quỳ lại trước mặt con. Judah là một sư tử tơ, hỡi con bắt được mồi rồi tha về. Nó sụm gối, nằm các nào sư tử địch, như sư tử cái, ai há dám khiến ngồi lên. Cây phủ việc chẳng hề rời khỏi Judah, cái lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó, cho đến chừng đấng Silo hiện tới và các dân vâng phục đấng đó. Người buộc lừa ta mình vào góc nho, lừa con mình vào nhành nho tốt nhất. Người giặt áo sống mình vào rượu nho, cùng lấy huyết nho lao áo tơ mình. Mắt người đỏ vì cớ rượu, răng người trắng vì cớ sữa. Sabulon sẽ ở nơi gần biển, tức là nơi có tàu đậu, bởi có người chạy về hướng Sidon. Isaka là một con lừa mạnh mẽ, nằm nghỉ giữa chuồng, thấy rằng sự yên ổn là tốt lành và đất đai đẹp lắm thay. Người đã ruồng vai vác gánh nặng, phải vâng phục những điều siêu dịch, đang sẽ xử đoán dân chúng mình như một trong các chi phái Israel. Đang sẽ là một con rắn trên đường, một con rắn lục trong chốn nẻo cùng, cắn vó ngựa, làm cho kẻ cởi phải té nhào. Hỡi Judah, hỡi Jehovah, tôi trông ơn chứng cứu của Ngài. Còn Gác sẽ bị một đạo binh xông đánh, nhưng người xông đánh lại và đuổi theo. Jonaase có thực vật ngon, người sẽ cung cấp mỹ vị cho các vua. Nephtali là nai cái thả chuồng, nói bài nhiều lời văn hoa. Joseph là chồi của cây tươi tốt, mọc gần bên suối nước, nhành nhánh phủ bao trên ngọn tường. Kẻ cầm cung đã chọc ghẹo người, bắn tên vào và hãm đánh. Nhờ tay đấng toàn năng của Jacob nên cung người vẫn bền chắc. Nhờ đấng chăn chiên là đá của Israel nên hai tay người thêm mạnh. Đức Chúa Trời của cha sẽ giúp đỡ con, đấng toàn năng sẽ ban phước cho con, tức là phước lành ở chốn trời cao xuống, cùng phước lành ở nơi vực rộng thẳm lên, phước lành của vú và của lòng mẹ. Phước lành của cha chúc cho con vượt lầm lên cao hơn các phước lành của tổ phụ cha, cho đến các chót núi đời đời. Các phước này sẽ ở nơi đầu Joseph, nơi trán của Chúa các anh em mình. Benjamin là một con chó sói hay cấu xé, ban mai đi đánh chết mồi, chiều phân chia mồi đã được. Các người đó là đầu trưởng của 12 chi phái Israel, và đó là lời của cha họ nói đang khi chúc phước cho. Chúc một lời phước riêng cho mỗi người vậy. Đoạn người ra lệnh cho các con trai mà rằng:
cha sẽ về nơi tổ tông. Các con hãy chôn cha chung cùng tổ phụ nơi hang đá tại đồng ruộng Ebron người Hê-tích, tức là hang đá ở trong đồng Mạc-bê-la ngang Mamre thuộc về xứ Canaan mà Abraham đã mua làm mộ địa chung với đồng ruộng của Ebron. Ấy nơi đó người ta đã chôn Abraham và Sarah vợ người, Isaac và Rebecca vợ người, mà lại nơi đó cha cũng đã chôn Lea nữa. Cái đồng ruộng cùng hang đá ở tại đó đã mua của dân họ hết vậy. Khi trối mấy lời này cho các con mình xong, thì Gia-cốp để chân vào giường lại, rồi tắt hơi, được về cùng tổ tông mình.